Cô xin chào tất cả các con đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, cô xin mời các con quan sát bức tranh sau và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. À, con thấy tranh vẽ một chú khỉ nhìn về phía khách du lịch đang đọc một bản nội quy, đó là nội quy đạo khỉ. Thế, bản nội quy này gồm những điều gì? Thái độ của khỉ như thế nào khi đọc bản quy nội quy trên? Cô mời tất cả các con cùng lắng nghe và luyện đọc bài Nội quy đạo khỉ mà hôm nay chúng ta học. Cô mời tất cả các con mở sách giáo khoa trang 44 và lắng nghe cô đọc. Nội quy đạo khỉ. Sau một lần đi chơi xa, khỉ nâu về quê nhà. Cảnh vật nhiều thay đổi, thấy một tấm biển lớn ngay bến tàu. Khỉ nâu bèn theo mấy khách du lịch đến xem. Nội quy đảo khỉ. Đảo khỉ là khu vực bảo tồn loài khỉ. Khách đến tham quan đảo khỉ cần thực hiện những quy định dưới đây. 1. Mua vé tham quan trước khi lên đảo. 2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng. 3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ. 4. Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo. Ngày 15 tháng 1 năm 1990, Ban Quản lý Điểm Du lịch Đảo Khỉ. Đọc xong, khỉ nâu cười khành khạch tỏ vẻ khoái chí. Nguyễn Trung. Như vậy, đối với bản nội quy thì chúng ta phải đọc như thế nào? Thì cô mời các con cùng lắng nghe và hướng dẫn cách đọc các từ khó trước khi đọc bản nội quy nhé. Tấm biển, lưu ý cho cô từ tấm biển, lưu ý cô vần yên, âm cuối N có âm đôi IE nhé. Tấm biển, treo chọc, lưu ý cho cô âm đầu R ở tiếng treo. Treo chọc, gìn giữ, lưu ý cho cô âm G và thanh ngã ở tiếng giữ. Gìn giữ. Khoái chí, lưu ý cho cô vần oai. Khi phát âm vần oai và tiếng khoái, các con phải tròn môi. Các con lắng nghe cô đọc lại. Khoái chí. Khi đọc các điều trong bản nội quy thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Cô mời các con lắng nghe cô đọc. Một, mua vé tham quan trước khi lên đảo. Ở điều thứ nhất, các con sẽ ngắt nghỉ hơi sau số thứ tự của nội quy và ngắt nghỉ hơi cuối câu. Đồng thời, chúng ta nhấn giọng từ mua vé. Bây giờ các con lắng nghe cô đọc lại. Một, mua vé tham quan trước khi lên đảo. Các điều còn lại, các con đọc cũng tương tự và nhớ nhấn giọng các từ tô màu nhé. Các con lắng nghe cô đọc. 2. Không trêu chọc thú nuôi trong chuồng. 3. Không cho thú ăn các loại thức ăn lạ. 4. Giữ gìn vệ sinh chung trên đảo. Các con nắm được cách đọc. Tiếp theo, cô mời các con quan sát câu sau và lắng nghe cô đọc xem cô ngắt nghỉ hơi sau tiếng nào nhé. Đọc xong, khỉ nâu cười khành khạch tỏ vẻ khoái chí. Và trong câu này con nhấn giọng cho cô từ khành khạch. Các con lắng nghe cô đọc lại. Đọc xong, khỉ nâu cười khành khạch tỏ vẻ khoái chí. À, để giúp các con hiểu nghĩa một số từ khó trong bài, cô mời các con lắng nghe những từ sau đây. Du lịch là đi chơi xa, cho biết đó biết đây. Nội quy là những điều quy định mà mọi người phải tuân theo. Tham quan là xem, thăm một nơi để mở rộng hiểu biết. Quản lý là trông coi và giữ gìn. Khoái chí là tỏ vẻ thích thú. Các con nắm nghĩa một số từ vừa học trước, cô vừa giới thiệu chưa nào? À, như vậy các con vừa được cô hướng dẫn cách đọc nội quy trong bài đọc Nội quy đảo khỉ mà hôm nay chúng ta vừa học. Vậy khi đến những nơi công cộng, chẳng hạn như khi đến công viên,
thì chúng ta phải nhớ thực hiện đúng nội quy nơi đó nhằm bảo vệ môi trường. Còn hàng ngày các con đến trường thì các con cũng nhớ thực hiện đúng nội quy của trường, đó là những điều mà một học sinh nên làm. Các con nhớ thực hiện tốt nhé. Các con hãy về nhà đọc lại bài đọc, trả lời câu hỏi và làm phiếu bài tập nhé. Cô xin chào tất cả các con, chúc các con chăm ngoan học giỏi.